Khánh Family mến chào anh chị em. Đây là tượng đài của ông Hàn Mạc Tử, tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại làng Lễ Mỹ, xã Đồng Hới, nay là phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông sống trong một gia đình theo đạo Công giáo, đa tài đa sắc, đa nhan chung. Vậy ông là ai, cuộc đời của ông ra sao? Mà hơn 80 năm trôi qua, mọi người đều nhớ đến ông qua lời ca, tiếng hát, thơ văn. Mời anh chị em hãy cùng tìm hiểu nhé. Tôi muốn hỏi người sai hay tin mà cất tiếng giao mời bán một dần trăng. Tôi muốn hồi người để mua đức một dần trăng, nhưng sợ trần gian nhiều tối. Bạn di chuyển từ thành phố Quy Nhơn đi trên đường đèo núi Cù Mông khoảng 3 km thì rẽ tay trái xuống thung lũng Huy Hòa. Nơi đây là một trại phong hoang vắng, heo hắt, cách ly với xã hội lúc bấy giờ. Cung đường tuyệt đẹp, uẩn khúc quanh co với bao số phận ngang trái, đau đớn cô đơn vì bệnh tật mà Hàn Mạc Tử, nhà thơ nổi tiếng, đã trải qua lúc cuối đời. Cuộc đời của Hàn Mạc Tử gắn liền với bốn chữ Bình. Ông sinh ra tại Đồng Hới, Quảng Bình. Ông vào làm báo tại Tăng Bình, Sài Gòn. Ông yêu say đắm một cô gái ở tỉnh Bình Thuận. Chữ Bình thứ tư là buồn nhất, vì là nơi ông sống trong cô đơn bệnh tật và mắc tại đó, đó là trại phong Huy Hòa, tỉnh Bình Định. Đây là những cái vé xe trước mắt anh chị nè, 5.000 một người nha anh chị em. Còn cái xe 7 chỗ của mình thì 10.000. Rồi bây giờ mời anh chị em mình cùng vào tham quan cái khu tưởng niệm của ông Hàn Mạc Tử. Trái rồi anh chị em đi khoảng chừng 200 m thì nó sẽ có một cái bảng chỉ dẫn nè, nơi an táng đầu tiên nhà thơ Hàn Mạc Tử, cách 100 m. Mơ khách là... đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Bây giờ mời anh chị em mình cùng di chuyển vào trong ha, 100 m nữa thì mình thăm cái đài tưởng niệm của ông. Thế và gia phả của Hàn Mạc Tử. Thực ra ông có nguồn gốc từ họ Phạm ở Thanh Hóa. Ông cố của ông là Phạm Chương. Vì liên quan đến quốc sự nên gia đình bị chi nã. Người con Phạm Bồi di chuyển vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đổi thành họ của mẹ là họ Nguyễn. Ông sinh ra Nguyễn Văn Toản và cưới vợ là Nguyễn Thị Duy. Sinh hạ được 6 người con, 4 trai 2 gái. Nguyễn Trọng Chí đứng thứ 4 trong gia đình. Trong 6 anh chị em, người anh cả là Nguyễn Bá Nhân, là nhà thơ đường luật với bút hiệu là Mộng Châu. Chính nhờ người anh này mà con đường học vấn của ông không bị gian dở khi cha mẹ của ông qua đời vào năm 1926. Và từ đó đã dìu dắt Nguyễn Trọng Chí vào con đường thơ văn đến sau này. Đây là ngôi mộ thật của Hàn Mạc Tử 100% đầu tiên, được chôn dưới chân núi Chứng. Chỉ là một gò đất nhỏ, lưng tựa núi mặt hướng ra biển, nằm trong thung lũng Tuy Hòa, tỉnh Bình Định. Trải qua bao năm tháng chiến tranh, năm 1991 ngôi mộ đã được xây dựng thành tượng đài với hình cây viết cắm lên cuốn sách, vách tường thì hình bán huyệt, thể hiện sự tiếc nuối một nhà thơ đại tài ra đi ở tuổi 28. Mình khác ở cái tượng đài không? Dạ em chào anh. Dạ chào, chào em. Dạ, có thể cho anh hỏi là anh tên gì được không? Phạm Đăng Xuân. Phạm Đăng Xuân. Anh dạ. Ở đây lâu chưa anh? Là 13 năm ạ. 13 năm. Dạ. Anh bị bệnh này là từ lúc đời cha để lại hay là mới tới đời anh thôi? Mà con bà cho con cũng bị như vậy. Bà để như vậy. Dạ. Còn cái mộ của ông Hàn Mạc Tử á, thì nghe nói là ở đây là cái chỗ tránh của ông hả anh? Dạ không biết mà chú mà anh cũng mới ở đây là năm 2003 nên anh cũng không biết nữa. Dạ. Cũng xin ở đây luôn. Là quê ở Quảng Ngãi. Bây giờ là xin để đưa cái đó là cho gặp ông chắc ở trong này nè, chờ cho mau mau. Những cái ngày cuối đời là ông nằm ở bên đây. Dạ bên đây. Anh có biết cái phòng bên đó không? Có.
Dạ, còn... chút xíu nữa anh chờ em cúng em dắt anh qua nha. Dạ, nhà nuôi niệm của ông á. À, nhà lượng. Còn hàng ngày thì anh sáng thì anh hay ra đây quét rác hả? Dạ, em lâu lâu nó quét một lần, để một tuần quét một lần. Rồi, tự nhiên hơn nay gặp ha. Dạ. Anh đi làm cái kia thì nó qua đây. Vậy là anh từ ở Quảng Ngãi, Quảng Nam anh tới đây là năm 2003 là được 19 năm nay rồi. Dạ. Thì ở đây anh thấy có những cái gì mà nó lạ lạ không? Nó linh thiêng á anh. Dạ, cũng chung ông ở đài nó bình thường lắm. Dạ. Dạ. Ở đài là không, nó không có lạ lạ, đài bình thường lắm. Dạ. Còn cái bãi biển ở dưới đây? Có biển luôn đây nè. Rồi có ai tắm không anh? Có. Là có cho dân khách du lịch tắm hay là? Có. Là... có dòng tắm bình thường mà có sao không? Ở dưới thì có khu đồ ăn hay? Có ông tắm ăn quán đây. Này. Còn những người như ví dụ bệnh như anh thì ở đây nhiều không anh? Dạ nhiều, mà trong này mấy trăm người à. À, mấy trăm người hiện giờ dạ. đang ở trong đó dạ. đang sống vẫn buôn bán bình thường anh ha. Dạ. Dạ. Thôi em cũng cảm ơn nha, em chào dạ, anh. Dạ 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 chào. Dạ. Bàn Thành Tứ Hữu. Năm 16 tuổi thì Hàn Mặc Tử đã bước vào làng thơ và nổi tiếng trên thị đàn. Ông đã trải qua rất nhiều bút danh khác nhau như Minh Duệ Thụy, Phong Trần, Lệ Thanh, Hàn Mặc Tử và cuối cùng là Hàn Mặc Tử. Tại sao ông lại có nhiều bút danh như vậy? Ai đã làm thay đổi bút danh? Đó là thi sĩ Quách Tấn. Hiện tại lúc bấy giờ thì có 4 nhà thơ nổi tiếng, đó là Nhất Yến là Yến Lan, Nhì Hàn là Hàn Mặc Tử, Tam Lan là Chế Lan Viên, Tứ Quách là Quách Tấn, mà người ta gọi là Bàn Thành Tứ Hữu, 4 người bạn thơ nổi tiếng ở thành Đồ Bàn Bình Định. Mời anh chị em mình cùng tham quan một vòng của cái khu nghĩa trang Hàn Mặc Tử. Thì đây là cái nơi an nghỉ của những cha xứ, những dì sơ đã có công cả đời này vì lòng bác ái để cứu giúp những người bệnh phong. Diện tích của trại phong Huy Hòa này rộng 60 hecta. Và vào lúc 2:30 ngày 1 tháng 11 năm 1933, theo dì sơ Hoàng kể lại, thì có một trận bão càn quét vào nơi đây phá tan tất cả và sau đó được xây dựng lại mới hoàn toàn và làm một cách kiên cố hơn. Trong đó có một cái nhà thờ thì cái nền móng bê tông á đổ sâu xuống cao hơn cái chiều cao của nhà thờ hiện tại bây giờ. Thì hàng ngày họ sẽ đi lễ ở nhà thờ này anh chị em. Đó. Mình thấy chỉ có trong đây cư dân đây đi nhà thờ này thôi. Rồi mời anh chị em. Bánh với tiền để dạ. cho anh gửi cho mấy đứa cho dạ, cảm ơn bé. À, đây. Nãy em gửi bánh rồi phải không, đúng không? Dạ. Rồi em gửi anh đi. Này gửi cho trong cái gia đình anh cái xóm gì đó ha. Dạ cảm ơn anh. Đó, dạ, cái này phần quà này nhỏ, cái này dạ. tình cờ anh em gặp nhau thôi. Dạ, này dạ. giống như tặng quà cái cuối tháng 7 thôi. Dạ. Với kèm mớ bánh hồi nãy em gửi cho anh rồi, anh về dạ. anh phát mấy đứa nhỏ mà em. Dạ. Rồi thôi chúc anh lúc nào cũng mạnh khỏe ha. Dạ, chúc anh mạnh khỏe. Rồi. Dạ. Rồi chào anh nha. Dạ chào em. Dạ. Cùng mình nha. Mình sẽ đi tới cái khu nhà ở của ông Hàn Mặc Tử. Đây. Đây là cái dãy nhà nè anh chị em. Thì mời anh chị em cùng mình á. Á. Mình tới vô mình vô phòng mình tham quan những cái ngày cuối đời của ông ra sao nha anh chị em. Phòng lưu niệm nhà thơ Hàn Mặc Tử nằm chữa bệnh và mắt nè. 30 tháng 10 đến 11 ngày 11 tháng 11 năm 1940. Khi vào phòng là những cái bức thơ, đây những cái bài thơ của ông nè. Chiều trên mộ Hàn Mặc Tử nè, thăm Hàn Mặc Tử nè, chăn thôn. Rất là nhiều nha anh chị. Thì đi vô đây thì mình thấy nè. Kìa. Mai sau những cái tầm thường. Mực thước kia sẽ biến tan đi và còn lại của cái thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử. Nhà thơ Chế Lan Viên chích bài những kỷ niệm Hàn Mặc Tử và báo mới ra ngày 5 tháng ngày 23 tháng 11 năm 1940. Đây cái tượng của ông nè, tượng đây là tượng của ông nè, bên đây là chân dung lúc mà còn trẻ nè anh chị.
khỏe. Nhà mấy ơi? Sắp 80 nhà này bé. Những cái tàn tích còn lại nè anh chị em. Còn đây cái giường nè. Cái giường cái thời cái năm đó là ông đang bị bệnh nằm ở đây nè. Thấy anh thấy không? Thì nơi cái phòng này vào lúc 5 giờ 45 ngày 11 tháng 11 năm 1940 nè. Nhà thơ Hàn Mặc Tử nè, từ trần. Tất cả những cái kỷ niệm của ông Hàn Mặc Tử thì còn vỏn vẹn ở trong cái căn phòng này thôi. Cái thời là mới chắc mới lót rồi. Còn cái nền có thể là cái nền cũ bên kia. Những cái đá gạch này thời chống Pháp. Còn cái la phong này chắc mới làm lại anh chứ. Bộ ghế này là chắc cú rồi, bộ ghế này ghế cổ nè. Đây. Còn đây là cái đền. Cái một cái biểu tượng rất là nhân văn nha anh chị em. Đây nè, một chân thấy không, phun sờ cái gồng xiềng xích ra thì nó để là khoa học và lòng nhân đạo đã giải phóng cuộc đời khổ cực của những người mắc bệnh phong. Thời đó thì bệnh phong này nó khổ lắm anh chị em. Để người ta vinh danh cái nền khoa học và cái lòng nhân đạo để cứu giúp những cái bệnh nhân trong thời kỳ đó. Vậy ai là người sáng lập ra cái trại phong Huy Hòa này? Mời anh chị em hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Đây là cái tượng đài của linh mục Paul André Mayhew nha anh em. Vị sáng lập ra cái trại phong Tuy Hòa này. Linh mục này sinh ngày 24 tháng 1 năm 1869 tại Paris, Cộng hòa Pháp. Ngày 30 tháng 6 năm 1895 đến phục vụ nhiệm sở hạt Quy Nhơn, Việt Nam năm 1929. Linh mục này với bác sĩ Lee Moore của cơ quan y tế cộng đồng Quy Nhơn, họ tìm thấy một trong những cái thung lũng thích hợp với thành phố Quy Nhơn cách khoảng 5 km về hướng nam để xây dựng bệnh viện cho những người mắc bệnh phong. Ngày nay bệnh viện phong Gia Liễu này Trung ương Tuy Hòa một năm miệt mài quyên tiền và xây dựng nhà ở cho bệnh nhân phong. Cha đã kiệt sức và phải trở về Pháp trị bệnh và phải tạm biệt bệnh nhân phong với cõi vĩnh hằng ngày 27 tháng 2 năm 1931. Anh em bệnh phong xin thành kính ghi ơn vị sáng lập ra những người kế tục. Amen. Ông linh mục mà sáng lập ra cái chạy phong ở đây thì mình chạy thẳng một đường á, là mình sẽ đi ra đụng cái bờ biển, nó nằm dưới thung lũng, trước mặt á, là cái tượng Đức Chúa Giêsu nha anh chị. Ở đây là cái đường cập ven biển nè, đồi thông rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ chạy tới cái chỗ mà họ cho mình có thể là tắm được, tắm ăn uống. Công viên nhân ái. Năm 1985, bác sĩ Trần Hữu Ngoạn là giám đốc trại phong Huy Hòa đã cho xây dựng vườn tượng danh nhân y học Huy Hòa nằm trong công viên nhân ái với những bức tượng chân dung các danh nhân y học Việt Nam và thế giới để chi ăn và vinh danh các nhà khoa học, các thầy thuốc mà cuộc đời họ là những tấm gương về nhân cách, về y đức, đã cống hiến cả cuộc đời cho nghiên cứu y học, sức khỏe của nhân dân và đào tạo lớp kế thừa cho ngành y tế. Vũng Dừa. Vì sao bãi biển Trại Phong Quy Hòa lại có tên là Vũng Dừa? Theo lời kể của dì Sơ Hoàng, vườn dừa tại Trại Phong này là do các sơ trồng. Vì lúc đó đường đi đến đây rất là hiểm trở, việc tiếp tế thuốc thang, các nguồn viện trợ từ nước ngoài khác vào, chủ yếu là đường biển. Khi gặp bão gió, tàu có thể mất 2 đến 3 tháng, thậm chí là 4 năm tháng mới đến được Huy Hòa. Các sơ cùng bệnh nhân bắt tay vào trồng dừa, làm lương thực cứu đói, làm dầu dừa, xà phòng, thuốc trị thương, chổi quét. Từ đó nó có tên gọi thêm là Vũng Dừa. Quay lại câu chuyện của Hàn Mặc Tử là một nhà thơ đa tài vừa đa tình, nên câu chuyện tình lãng mạn của ông cũng không thiếu. Những bóng hồng đã trải qua trong đời ông là ai? Hoàng Cúc. Đến với mối tình đầu tiên của ông là bà Hoàng Cúc, tên thật là Hoàng Thị Kim Cúc, sinh năm 1913 và mất năm 1989. 1933,
khi ông đang làm việc tại sở Đặc Điền ở Quy Nhơn, thông qua người em họ của nàng, đó là Hoàng Tùng Ngâm. Ngay cái nhìn đầu tiên, ông đã đem lòng yêu say đắm một cô gái có tâm hồn văn thơ như mình. Ông đã làm bài thơ để tỏ tình yêu của mình là Hồn Cúc. Bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường, không dám sờ tay sợ lắm hương. Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá, muốn ôm Hồn Cúc ở trong sương. Ông đã tỏ tình qua thơ. Tuy nhiên Hoàng Cúc là một cô gái Huế dịu dàng kín đáo, ở ngoài đời thì như hai người xa lạ, nên tình yêu đó cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua mà không được đáp trả. Mãi đến sau này khi Hàm Mạc Tử đi từ Quy Nhơn về Sài Gòn, thì tình yêu này không hề phai nhạt mà lại càng nồng nàn hơn. Thật tiếc đó là tình yêu đơn phương. Thời gian sau Hoàng Cúc theo cha về Huế làm cư sĩ ẩn tu, thì Hàm Mạc Tử xem như nàng đã đi lấy chồng, ông đã ôm trọn lòng nỗi tan vỡ quạnh hiu. Khi Hàm Mạc Tử quay trở về Quy Nhơn để điều trị bệnh phong, thì người em họ của Hoàng Cúc đã viết lá thư cho Hoàng Cúc báo tin là Hàm Mạc Tử đang bệnh nan y, và khuyên nàng nên có vài lời động viên cho Hàm Mạc Tử. Để đáp lại thì Hoàng Cúc đã gửi cho Hàm Mạc Tử một bức ảnh phong cảnh có mây nước, có dòng sông, có một cô gái đang chèo đò trong một buổi chiều hoàng hôn. Khi nhận được bức ảnh, Hàm Mạc Tử đã bồi hồi xúc động, và ông đã viết lên bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ, năm 1938, tập thơ đêm. Sao anh không về chơi thôn vĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắp lây. Thuyền ai đậu bến sông chăng đó, có chở chăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Ông Cầm tên thật là Huỳnh Thị Nghệ, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1917 và mất ngày 23 tháng 7 năm 2007. Năm 1934, khi Hàn Mạc Tử phụ trách trang văn chương của tờ Trong Khuê Phòng, thỉnh thoảng ông có nhận được những bài thơ gửi từ Phan Thiết vào. Với bút danh là Mộng Cầm, ông đã ra Phan Thiết tìm nàng. Mộng Cầm là cháu gọi thi sĩ Bích Khuê bằng cậu, cũng vì vậy mà có thêm tình bạn khăng khít giữa thi sĩ Bích Khuê và Hàn Mạc Tử. Theo ông Trần Thanh Mại là một nhà phê bình nổi tiếng cùng thời với Hàn Mạc Tử, ông đã cho rằng Mộng Cầm và Hàn Mạc Tử là một đôi trai tài gái sắc. Họ thường xuyên gặp nhau ở Quy Nhơn, Phan Thiết. Mộng Cầm đã đưa Hàn Mạc Tử đi đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đặc biệt là Lầu Ông Hoàng. Vậy họ đã yêu nhau thấm thiết chăng? Nhiều người cho rằng họ chỉ yêu nhau qua thơ văn mà thôi. Mà cái người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này sau khi Hàn Mạc Tử mất, đó là bà Mộng Cầm. Thời điểm đó gặp được bà rất khó. Bà đã sống khép kín sau khi Hàn Mạc Tử mất, vì dư luận cho rằng chính bà Mộng Cầm đã làm cho Hàn Mạc Tử mắc bệnh phong. Bà đã phụ rẫy Hàn Mạc Tử, làm cho ông đau buồn và mắc sốt. Trước cái đường đi lên này, đi lên Lầu Ông Hoàng của Hàn Mạc Tử và bà Mộng Cầm hẹn hò nè, mỗi buổi chiều lên đây và như cái khu công viên của Tháp Chàm. Nguyên nhân bệnh phong, nguyên nhân khởi phát bệnh phong của Hàn Mạc Tử lúc đó được nhiều báo chí đăng tải kể lại như sau. Trong một buổi chiều khi Hàn Mạc Tử từ Sài Gòn đến Phan Thiết chơi, thì Mộng Cầm đã đưa Hàn Mạc Tử lên Lầu Ông Hoàng để ngắm cảnh. Hai người đã mãi mê với biển cả, đến chiều tối mới xuống trở lại. Trên đường đi đến dốc đá, gặp cơn mưa giông rất lớn, hai người vội vã chạy vào căn chòi bên đường trú mưa. Trời sấm chớp, tối đen như mực, mưa như chút nước càng lúc càng lớn hơn. Họ nhìn ra bên ngoài thì thấy những quả cầu lửa màu xanh từ dưới đất cứ vụt tắt bay lên, kèm theo những tiếng rền vang ầm ầm, giống như ai đó đang di chuyển những thùng phi trên đá. Hai người sợ quá ôm nhau run rẩy trong bóng tối căn chòi. Một lúc sau thì trời quang mây tạnh, hai người ra khỏi căn chòi thì vô cùng kinh sợ khi phát hiện ra nơi họ trú mưa chính là một ngôi mộ của một người mới chôn cách đây vài ngày. Về lại Sài Gòn thời gian sau thì ông thấy xuất hiện những chốt đỏ trên cơ thể, vậy là ông đã mắc bệnh phong từ đó. Trong kinh nghiệm dân gian thì việc trú mưa gần sát chết sẽ bị bệnh phong,
tất cả đều đổ lỗi lên bà Mộng Cầm. Tuy nhiên, sao chỉ có Hàn Mặc Tử bệnh, còn bà thì không sao? Thời đó khoa học nước nhà chưa phát triển. Mãi đến 20 năm sau, 1961, ông Nguyễn Vĩ là chủ nhiệm tạp chí phổ thông đã cử phóng viên Châu Mộng Kỳ đến tìm bà Mộng Cầm để hỏi vấn đề về câu chuyện tình của bà. Trong bài viết đã đăng tạp chí phổ thông số 63 ngày 15 tháng 8 năm 1961, bà Mộng Cầm đã phủ nhận hoàn toàn chuyện tình với Hàn Mặc Tử. Bà đã nói rằng trong một chiều thứ bảy, khi Hàn Mặc Tử ra Phan Thiết chơi, anh đã thổ lộ tình yêu với tôi. Tuy nhiên, tôi đã nói với anh, chúng ta có sự khác biệt về tôn giáo, vì vậy chúng ta cứ thế này thì sẽ tốt đẹp hơn. Tôi viện lý do tôn giáo là cho anh không buồn thôi. Chứ thật ra lúc đó tôi biết Hàn Mặc Tử đã mắc bệnh phong rồi, không thể sống được lâu hơn nữa. Còn tôi thì cần có một người chồng mạnh khỏe hơn. Sau khi bài báo được đăng lên thì ông Nguyễn Vĩ, chủ nhiệm tạp chí phổ thông, đã nói rằng bà Mộng Cầm đã đọc và không có ý kiến. Vậy là đã xác định được câu trả lời giữa hai người có tình yêu hay không. Tuy vậy, đối với độc giả, với những người yêu thơ, yêu văn và những người yêu Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử thì đây là một sự thật mà họ không thể chấp nhận được. Ngay cả với bà Ngọc Sương là dì ruột của Mộng Cầm cũng đã phản đối. Riêng người đã từng ủng hộ bà Mộng Cầm đi lấy chồng sau khi Hàn Mặc Tử bệnh, đó là Quách Tấn, cũng đã có bài phản biện. Tại sao Mộng Cầm lại phủ nhận tình yêu với Hàn Mặc Tử? Chúng tôi làm thơ làm văn đều biết giữa hai người đã có một tình yêu đẹp mà. Vì đã có gia đình nên bà Mộng Cầm buộc phải phủ nhận tất cả để khép lại những kỷ niệm đẹp. Cho nên chúng ta nên có cái nhìn cảm thông với bà. Tình yêu của ông Hàn Mặc Tử đã gửi vào hồn thơ tặng bà Mộng Cầm. Nghệ hỡi nghệ muôn năm sầu thảm, nhớ thương còn một nắm xương thôi. Thân tàn ma dại đi rồi, rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan. Hàn Mặc Tử là người tiên phong mở đầu phong trào thơ mới. Ông đã nhắc những kỷ niệm đẹp ở lầu ông Hoàng. Có những đoạn ông đã chửi yêu Phan Thiết. Ta lang thang tìm đến chốn lầu Chăng, lầu ông Hoàng người thiên hạ đồn vang. Nơi đã khóc đã yêu thương da diết, ôi trời ơi là Phan Thiết Phan Thiết. Mà tang thương còn lại mảnh chăn rơi, ta đến nơi nường ấy vắng lâu rồi. Nghĩa là chết từ muôn chăn thế kỷ, chăn vàng ngọc chăn ân tình chưa phỉ. Ta nhìn chăng khôn xiết ngậm ngùi chăng, ta vải vung thơ lên tặng sông Hằng. Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết, hỡi Phan Thiết Phan Thiết. Mi là nơi ta chôn hẳn nghìn thu, mi là nơi ta sầu muộn ngắt ngư. Kết thúc cuộc tình với Mộng Cầm trên lầu ông Hoàng tại Phan Thiết, nơi biết bao kỷ niệm đẹp giờ đây chỉ là khu phế tích hoang tàn. Pháo đài và lô cốt này là người Pháp xây dựng làm tuyến phòng thủ cửa biển Phan Thiết. Nữ sĩ Mai Đình, nếu như ở Mộng Cầm toát lên vẻ đài cát thì ở Hoàng Cúc là sự lạnh lùng kiêu sa, thì Mai Đình là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, mộc mạc, chân quê. Bà tên thật là Lê Thị Mai, sinh năm 1917 và mất 1999. Sinh ra trong một gia đình quan lại nhỏ ở Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ Mai Đình đã có khiếu thơ văn, vì vậy mà việc ngưỡng mộ văn chương của Hàn Mặc Tử là điều bình thường. Hai người đã từng trao đổi thơ văn qua lại với nhau. Năm 1937, trong một lần bà đi ô tô từ Thanh Hóa vào Phan Thiết thì vô tình nghe những người bạn đồng hành bàn chuyện văn chương có nhắc đến Hàn Mặc Tử, thì Mai Đình mới biết Hàn Mặc Tử đang ở Quy Nhơn. Bà đã quyết định ghé thăm Hàn Mặc Tử. Trong lúc bà đắn đo không biết Hàn Mặc Tử ở đâu, xuất thân gia đình nho giáo, không lẽ con gái lại tìm đến nhà người bạn trai thăm. Bà chợt nhớ đến có người bạn ở Quy Nhơn tên là Trần Thông. Khi đến nhà được bạn đón tiếp rất nồng hậu của hai vợ chồng. Khi hỏi đến Hàn Mặc Tử thì hai người buồn bã nói:
Hàng Mặc Tử đang bệnh nặng không nên ghé thăm. Vậy ảnh mắc bệnh gì mà không được ghé thăm vậy? Lẽ ra trong lúc đau khổ khó khăn thì cần mình ghé thăm chứ. Sau một hồi Trần Thông Đanh đã mới cho biết căn bệnh cùi đang ở số 20 đường Khải Định. Trong buổi chiều ngày hôm đó thì bà cũng đến thăm. Tiếp đón bà là một người em trai của Hàng Mặc Tử tên Hiếu, rất thông cảm và nói cho Mai Đình biết về bệnh tình của anh mình. Hàng Mặc Tử ở trong căn phòng kính sau bức rèm, qua trao đổi với Hiếu, Hàng Mặc Tử đã gửi lời cảm ơn tấm chân tình của Mai Đình, hẹn gặp vào dịp khác khi khỏe hơn. Ngày hôm sau thì Mai Đình vào Nam. Trước khi đi, Hàng Mặc Tử có tặng Mai Đình một tập thơ Gái Quê. Mai Đình đã ôm vào lòng với sự tiếc nuối đã dành tình cảm cho Hàng Mặc Tử. Năm 1939 thì Mai Đình quay trở lại Quy Nhơn để thăm Hàng Mặc Tử. Khi đến số nhà 20 Khải Định thì không còn ai ở đó nữa. Riêng Hàng Mặc Tử cơn bệnh đã vào thời kỳ tàn phá cơ thể. Gia đình đã kháng kiệt vì đã tìm thuốc chữa trị cho ông. Lúc này chính quyền đã bắt buộc ông vào trại phong ở Tuy Hòa. Vì quá thương con, gia đình đã tìm một nơi kín đáo cho con mình. Đó là Gò Bồi nằm ở phía tây của thành phố Quy Nhơn, là bãi cát rộng, nơi đó có những ngôi nhà cỏ sơ sài bằng cùng đối rách. Muốn đến được nơi này thì phải lội qua những vũng nước. Khi mùa nắng thì đi qua bãi cát nóng đến phỏng chân. Mai Đình xin mẹ Hàng Mặc Tử được đi thăm. Bà đã đồng ý. Mai Đình được đưa bé đưa đến một túp liều chanh siêu quẹo. Bà vén màn chui vào, một người đàn ông ốm yếu ngồi sau bàn viết. Với đôi mắt sáng long lanh đến lạ thường, bà đã chết lặng khi nhìn thấy. Hàng Mặc Tử của tôi đây ư? Sau một hồi bà tỉnh lại và thấy thương anh nhiều. Bà cắt tiếng nói: em là Mai Đình nè, em đến thăm anh đây. Hàng Mặc Tử ngước lên nhìn Mai Đình rưng rưng nước mắt, xua tay không cho đến gần vì sợ nàng bị lây. Giây phút lắng động đã qua. Đây là lần đầu tiên ông nở nụ cười từ khi ông lâm bệnh. Từ đó về sau, thu xếp thời gian thì Mai Đình đến thăm Hàng Mặc Tử, cùng trò chuyện, trao đổi thơ văn. Chúng tôi đã thật sự yêu nhau, Mai Đình nói. Đó là tình yêu qua thơ văn, chứ ngay cả cái nắm tay còn không có. Đó là tình yêu trong sáng mà Mai Đình đem sự hạnh phúc cho Hàng Mặc Tử. Mai Đình đề nghị ông vào trại cùi ở Quy Hòa, bà sẽ vào nuôi bệnh. Tuy nhiên ông đã từ chối. Bà đã trở vào Sài Gòn, và đó là cũng là lần cuối cùng cho đến ngày Hàng Mặc Tử mất. Có thể đến đây vừa viếng tham quan, mình đứng đây chụp lại những tấm hình lưu niệm nha anh chị. Đó, trước cái đền thờ này. Bề ngang á, bề ngang đây á thì mình thấy nó khoảng chừng hơn 1 mét nha anh chị. Thì tất cả những loại đá này giống như được nung vậy đó. Mà không biết là những cái năm tháng đó thì ông bà tổ tiên của người Chăm Ba họ xây dựng như thế nào. Mà kiên cố vững chãi căn hàng năm ha. Dạ, mô Phật, con chào các vị, con chào ông bà. Nam Mô A Di Đà Phật, cho con quay ghi hình. Đó, anh chị em thấy không? Thì tất cả bên trong đó, đây. Đây, bên trong nó đều có 3 ngăn này anh chị em. 3 cái ngăn này. Đó, anh chị em thấy không? Đây. Dạ. Cho mà giờ là nhân là cụ hậu chụp chân tập cụ bằng đinh chập phải non giờ là ai chụp cho một bảo các giờ làm việc của bộ hậu cụ Tập
thầy từ nhà này từ chỗ ông đi vào lối phố và đi vào 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 phố. Sau khi lễ bái rồi thì mình xin phép, mình xếp bắt đầu mình đi ra. Mình Thương Thương sinh năm 1924 tại Huế. Trong lúc ở liều hoang trị bệnh thì Hàng Mặc Tử đã nhận được những bức thư của Thương Thương, là một nữ sinh Huế đã bày tỏ tình yêu dành cho hồn thơ Hàng Mặc Tử. Ông như được tiếp thêm sức mạnh trong lúc bệnh tật hoành hành, cảm xúc dâng trào, ông đã đặt cho nàng biệt danh là người lụa bến sông Hương. Tuy hai người không gặp nhau nhưng đã tạo cảm hứng sáng tác của ông với hai tập kịch thơ Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội. Và người cuối cùng là Ngọc Sương, sinh năm 1914, mất năm 2002. Tên thật là Lê Thị Ngọc Sương. Ngọc Sương là chị của Bích Khuê và là dì của Mộng Cầm. Năm 1938, khi ông Bích Khê ra Quy Nhơn thăm Hàng Mặc Tử, ông đã đưa tấm hình cho Hàng Mặc Tử, trong đó có Ngọc Sương, chị gái của mình. Ngọc Sương là người trí thức, có gia phong và đặc biệt là cốt cách của bà khá giống với Bích Khê. Từ chỗ yêu quý bạn mình đã đem lòng yêu luôn Ngọc Sương. Thực sự là một cuộc tình thoáng qua đúng nghĩa. Tuy nhiên cũng đã giúp ông vui vẻ thơ mộng trong những tháng ngày bệnh tật đau khổ khi qua đời. Có phải Hàng Mặc Tử mắc vì bệnh phong? Thực ra ông chết vì bệnh sốt huyết đường ruột. Mặc dù bệnh nan y thời bấy giờ là phong lao cổ lại, mà dân gian có bốn câu thơ: phong lao cổ lại, tứ chứng nan y, thầy thuốc bỏ đi, chống kèn kéo tới. Ông được đưa vào trại phong Quy Hòa vào ngày 20 tháng 9 năm 1940. Số bệnh nhân là 1134. Với tên hồ sơ bệnh là Hàng Mặc Tử, sau 52 ngày đêm chống chọi với sinh tử, vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 11 tháng 11 năm 1940, Hàng Mặc Tử đã từ trần. Tên Hàng Mặc Tử là do nhà thơ Quách Tấn, bạn ông, góp ý. Từ Hàng Mặc Tử là bức rèm lạnh, khi thêm vần chân quyết lên chữ A chuyển thành Hàng Mặc Tử, chàng bút mực khách văn chương, được sử dụng đến gần cuối đời. Tuy nhiên định mệnh chớ chiêu, vì sợ bạn Quách Tấn buồn, ông đã thầm lặng lấy tên Hàng Mặc Tử trở lại bút danh xưa. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông đã căn dặn gia đình sau này trên bia mộ của ông phải ghi bút danh là Hàng Mặc Tử. Vì vậy mà anh chị em đã thấy trên bia mộ khi được cải táng về gần ráng lại có tên là Hàng Mặc Tử. Châu được như quyết dọn gì đâu rồi. Hai lớn ai nhỏ đi. Mình biết sao mới vậy chứ, mình nói tào lao. Dạ, còn đây là đây là cái mộ của bà, bút danh là Mộng Cầm. Tên thật của bà, xin phép bà cho con đọc tên nha. Quỳnh Thị Nghệ, nguyên quán ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Cư ngụ tại Lạc Đạo, Phan Thiết, tạ thế ngày 23 tháng 7 năm 2007, nhằm ngày 10 tháng 6 Đinh Hợi nè. Hưởng thượng thọ được 91 tuổi. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các nha. Tất cả những ngôi mộ ở đây là người thân trong gia đình. Thì mình chỉ quay sơ thôi, mình cũng không rành mấy người này nữa. Đó. Trang này trang gì chị? Nghĩa Trang thành phố Phan Thiết à, chắc có lâu đời ha anh ha? Dạ, năm 2007. Bắt đầu có Nghĩa Trang này 2007 hả? Dạ. Nó được quy hoạch cũng đẹp quá ha. Mát mẻ quá ha. Ở đây ngó toàn cái view. Chào chị, cho em hỏi chị tên gì ha? Dạ em tên Thảo. Thảo hả? Dạ. Chị Thảo, mình làm Nghĩa Trang lâu chưa chị? Dạ em làm cũng hơn 10 năm rồi. Hồi xưa chị có làm gần nhà của bà Mộng Cầm hả? Dạ, hồi xưa ban em có hả? Làm, dạ đúng rồi, em làm ở gần đó. Ở đây mình làm trong đây là Nghĩa Trang này, là hàng ngày mình vô hay là sao chị? Dạ đúng rồi anh, hàng ngày mình đứng ở ngoài đầu đường đó, rồi mình thấy ai đi vô thăm mộ đó, mình đi theo, mình dọn dẹp rồi cho người ta. Nhưng cái tháng này thì ít, cái tháng Tết thì nó mới nhiều. Chị mấy chị giống như tới là dọn dẹp, làm cỏ này kia cho cái ngôi mộ ha. Dạ. Cũng đỡ không chị? Cuộc sống đỡ không? Dạ. Tạm tạm hay sao? Thì tháng này thì nó cũng không có ấy. Cái tháng mà thanh minh đó ha? Dạ, thanh minh với lại tháng gần Tết á, anh gần Tết thì hầu như cái mộ nào người ta cũng làm. Nghề này được lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Dạ. Chào chị đi, chúc chị lúc nào cũng khỏe mạnh đi. Dạ. Làm ăn nó may mắn chút xíu, có tiền có bạc này kia. Dạ. Sướng hơn ha.
giờ mình sẽ di chuyển ra nhà của bà để mình ăn bánh lăng nha anh chị em. Rồi mời anh chị em cùng đi theo mình nha. Trung tâm của thành phố Phan Thiết. Đây cái quảng trường này vòng xoay nó cũng rất là lớn nha anh chị. Mời anh chị em cùng vào vào nhà của con bà Mậm Cầm nha anh chị em. Đây cái căn nhà của bà này. Mậm Cầm nè, bà giáo viên, số điện thoại nè anh chị em. Căn nhà này anh chị em thấy cái mặt tiền nè, cái bộ cửa này nó là cái bộ cửa cũ xưa rồi, nhưng mà tất cả bây giờ do cái thời gian á nó xuống rồi anh chị em, nên mới thay mái tôn và bà che cái nhà sau. Còn những cái bộ bàn ghế này á nó cũ kỹ. Mộ về á gì? Ôi, sao con biết mà con... Có chứ, hồi nãy con mới ra mộ con kêu bốn bà đó. Bốn cái người nhổ cỏ đó. Nhổ cỏ cho mộ bà xong rồi con cho mấy bà 200. Cái mộ của bà. Ta không biết chỗ ấy. Biết chứ, con đi đây con hỏi người ta, con đi qua cái lộng hoàng xong con chạy qua cái chỗ cơm tắm cá đen á. Con quẹo lên cái chân đồi, xuống dốc 1 bỏ, xuống dốc 2 con đi bộ lên, con để xe đó con đi thẳng lên. À, chỗ đó thì con phải đi bộ. Trên đó con thấy là mộ bà nằm giữa, có hai cái mộ hay không? Rồi con có thấy tên bà không? Có chứ. Rồi. Con thấy tên là Mậm Cầm. À. À, hai bên là của mấy người con. Nhà chôn năm 2007. Bà chôn là 2007. 2006. Con thấy trong mộ để 6 mà nó khác lại 7 ha. Không, để 6 con à. Dạ, để 6 mà. Bà mất để 6. Tại vì bà thêm lên mà. Cái này mình làm xong để quạt. Vậy thì cho mấy người, ba người bán chứ không có lâu lắm. Mấy tiếng đồng hồ. Dạ. Vì làm này cực không vậy? Cực lắm. À, khuya đã dậy làm hả? À. Dạ. Làm nghề này bao nhiêu năm rồi vậy? Hơn 40 năm rồi. Dạ. Lớn tuổi mấy? Dạ thôi con cảm ơn gì nha. Cảm ơn anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình xem video. Mến chúc đại gia đình luôn hạnh phúc, nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.